Tuổi về già, sống sao cho vui, con cái đâu biết điều này. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, tuổi già, sống sao cho vui? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người đúng không ạ? Với người cao tuổi, khi bước đến tuổi xế chiều, ai cũng có những nỗi lòng riêng của bản thân. Có người vẫn tất bật với cuộc sống, có người đã an nhàn hơn trước, có người đã an nhàn nhưng vẫn hì hục thầm lo cho con cháu. Và mỗi người đều có những cách khác nhau để làm cho tuổi già của mình thêm vui vẻ và khỏe mạnh. Vậy làm sao để có một tuổi già vui vẻ, hạnh phúc như chúng ta mong muốn đây? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời lắng nghe những câu chuyện của người trong cuộc và rút ra được bài học cho chính mình, quý vị nhé! Câu chuyện tuổi già. Đây là câu chuyện của một vị khán giả đã chia sẻ với Ngẫm Sự Đời. Quý vị cùng nghe nhé! Tôi có người bác, do có khuyết tật nên sống độc thân đến giờ. Hiện tại bác 60 tuổi rồi nhưng vẫn đi giúp việc. Bác ở hẳn nhà chủ, để đỡ buồn, cũng có người trò chuyện mỗi ngày, do có đồng nghiệp, bạn bè trong xưởng. Nếu về nhà, nhìn ai cũng có gia đình riêng, ban ngày họ đi làm, đi học, ban đêm bận quây quần bên nhau, còn bác thui thủi một mình lại chạnh lòng. Thực sự mà nói, nhiều khi chúng tôi lực bất tòng tâm, bản thân mỗi người cũng trong guồng quay cơm áo gạo tiền, rồi vợ hoặc chồng, gia đình hai bên, thì thời gian đâu lo thêm cho bác. Có chăng lâu lâu gọi điện, thăm hỏi, nhưng vẫn không bao giờ bù đắp nổi khoảng trống tình cảm. Phụ huynh của tôi khi đến tuổi hưu trí mới nói rằng cảm thấy hối hận và thương ông nội vì lúc trước không đủ điều kiện để chăm sóc ông. Các anh chị em của ông trong gia đình chỉ góp tiền thuê người trông nom khi cho ông sống một mình ở một vùng quê ngoại thành. Đến tuổi già, khi nhiều kết nối xã hội bị đứt gãy, không còn đi làm, không có đồng nghiệp, sức khỏe suy giảm khiến tương tác xã hội giảm. Nên người giao tiếp nhiều nhất họ hy vọng là con cái trong gia đình. Phụ huynh tôi hay nói già rồi ăn uống được bao nhiêu nữa, cũng không có hứng thú ăn uống hay sắm sửa như thời trẻ, còn đi làm. Ăn có thể ít một chút nhưng mà không có ai nói chuyện thì buồn lắm. Vấn đề này kể cả ở người trẻ cũng vậy thôi. Người trẻ bây giờ còn thấy cô đơn dù có nhiều thú vui giải trí, huống chi người già. Kim chưa đâm trúng thịt nên chưa biết đau. Nhiều bạn chưa từng chăm sóc người già hoặc chưa từng thấy người già neo đơn sống ra sao nên nghĩ đơn giản y như hồi nhỏ. Nghĩ sau này lớn lên mình sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, làm những điều mình thích, thực hiện ước mơ. Thử hỏi có bao nhiêu người làm được điều đó mà vẫn nghĩ nó thật đơn giản như lúc bé đã nghĩ. Suy nghĩ về tương lai, khi chúng ta già đi, nó cũng y chang vậy thôi. Khi mọi thứ thật sự đến mới biết ai hơn ai. Vậy thì làm sao để vui vẻ khi về già? Quý vị ơi, thực ra đối với người già, buồn khổ nhất là không được con cháu và xã hội tôn trọng. Nhà neo người thì còn đổ cho là con cái đi hết. Ấy thế mà nhiều gia đình đông con đông cháu, cha mẹ vẫn cảm thấy cô đơn vô cùng. Vậy để có được sự kính trọng của con cháu và được xã hội trọng vọng, người già cần tránh những việc sau, bảo đảm là quý vị sẽ có một tuổi già an yên, hạnh phúc như mình mong muốn quý vị ạ. Điều đầu tiên đó là không nói về điểm yếu của người khác. Sở dĩ trong cuộc sống ai cũng có lòng tự trọng và tính tự ái. Quý vị cũng thế, Ngẫm Sự Đời cũng thế. Nghĩa là khi về già, sự tự ái và thể diện ấy lại còn cao hơn nữa quý vị ạ. Thế nên, nếu như quý vị cứ chăm chăm nói về khuyết điểm của người khác sẽ làm ảnh hưởng đến sự tự tôn của họ. Vậy nên, không nói về điểm yếu của người khác là cách giữ tâm hồn mình luôn vui vẻ và yên bình hơn, quý vị nhé. Điều tiếp theo đó là hãy học cách sống khiêm nhường. Khi về già, nghĩa là đã đi qua một thời tuổi trẻ, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít. Quan trọng là phải giữ cho mình sự khiêm nhường. Lúc này, quý vị không nên khoe khoang về quá khứ, cũng đừng nói nhiều về bản thân mình.
Như vậy, không những khiến ta mất đi giá trị, mà đôi khi còn là nguồn gốc của mọi tai họa. Điều tối kỵ nhất của con người là khoe khoang năng lực bản thân và phô trương những thứ mình có trước mặt mọi người. Nhất là có nhiều người khi về già, đi đến đâu cũng thích đem con đem cháu ra khoe. Làm như thế sẽ khiến cho người xung quanh cảm thấy rất khó chịu quý vị ạ. Thế nên quý vị hãy nhớ nhé, danh vọng và tài sản chỉ là những thứ ngoại thân. Có đó, mất đó. Bởi suy cho cùng, giàu có là để cảm nhận chứ không phải đem ra phô trương. Thứ ba, đó là không so sánh bản thân mình với người khác. Bởi khi so sánh, tức là quý vị đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Người già thường hay nhìn vào thành tựu của người khác rồi so sánh. Điều này vốn không đem lại lợi ích gì, mà còn chứng tỏ ta không biết trân trọng những gì mà mình đang có, cũng như không nhận ra được giá trị của bản thân mà thôi. Vì thế đừng ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Thay vào đó, quý vị hãy dành thời gian để học cách biết đủ đối với chính mình, để cảm nhận hạnh phúc đích thực nhất. Khi bước sang tuổi xế chiều, hãy mở rộng lòng yêu thương nhiều hơn, vứt bỏ đi sự ganh ghét đố kỵ. Quý vị thấy rồi đấy, tâm đố kỵ như thuốc độc, hại người cũng là hại chính mình. Sống độ lượng, khoan dung. Khi thấy người khác có điểm tốt nên vui mừng, nên học hỏi. Nếu như ai đó cần đến sự giúp đỡ từ quý vị, trong khả năng của quý vị, thì nên tận tâm, tận lực để giúp. Những gì làm cho người khác cũng chính là đang làm cho bản thân mình. Khi quý vị cho đi yêu thương, nhận lại yêu thương, trao hy vọng sẽ gặt hái hy vọng. Muốn người khác đối xử tốt với mình, chỉ có cách duy nhất là quý vị hãy đối xử tốt với họ. Giúp đỡ người khác cũng chính là đang gieo trồng hạnh phúc cho chính mình. Không tham lam, không tranh giành lợi ích, địa vị, tiền bạc không phải là ngu ngốc, mà đó là ta có trí tuệ, uyên thâm hơn người. Quý vị cũng không nên suy tính thiệt hơn quá nhiều, cũng đừng hẹp hòi ích kỷ. Cứ rộng lượng cho đi thì ta có thể nhận về nhiều hơn thế. Người thông minh không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi tương lai lâu dài. Chịu thiệt nhất thời để đổi lấy lợi ích về sau. Đó chính là đạo lý muốn nhận thì phải biết cho đi. Thế rồi, để hạnh phúc, điều mà quý vị cần làm nữa đó chính là học cách buông bỏ. Bởi lẽ con người ta nếu cứ mãi sống trong những tiếc nuối thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Đường đời thẳng tắp và có những ngã rẽ, do đó cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Quá khứ được ví như một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Con người ta rất dễ bị quá khứ theo đuổi. Dù quá khứ có đẹp đến đâu thì cũng đã qua. Vậy nên hãy sống tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Đó mới là điều đáng quý, quý vị nhé. Con người cốt lõi nhất là sự sáng suốt, tự biết mình, biết người. Hiểu nhân tình, thế thái thì cuộc sống mới an nhiên, tự tại. Con người sinh ra ở trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có một sở trường và sở đoản khác nhau. Vậy nên đừng cố chấp. Người xưa đã nói, biết quản lý tiền bạc thì không sợ nghèo. Có kế hoạch trước thì không bị thất bại. Còn giỏi phòng bệnh thì bệnh không tới. Thêm nữa, đó là cuộc sống khi về già. Có được người bạn đời bên cạnh là vô cùng quan trọng. Vợ chồng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, như vậy thì còn gì bằng. Đừng nên mải mê chăm sóc con cháu mà quên đi một nửa của mình. Chỉ có vợ chồng mới là những người luôn luôn đồng hành cùng ta trong cuộc sống hàng ngày. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông là vậy. Khi về già, ta cũng cần có một cuộc sống cho riêng mình. Tục ngữ có câu, tổ vàng tổ bạc không bằng tổ ấm vợ chồng. Bởi vậy, ở phần đời còn lại, ngắn ngủi, càng phải biết trân trọng tình vợ chồng. Hãy làm cho tình cảm nồng ấm lên. Người già cần phải thay đổi nếp suy nghĩ cũ kỹ, lạc hậu trước đây. Biết tận hưởng những gì mà cuộc sống hiện đại ban tặng. Cần ăn thì ăn, muốn mặc đẹp thì mặc, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.
đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ mới là mục đích sống của tuổi già. Tuổi càng già thì càng cần có một vài người bạn thân. Đừng bao giờ khép mình trong vỏ bọc mặc cảm của tuổi tác. Phải luôn để cho tinh thần vui vẻ, yêu đời. Dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao không bằng sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao, càng duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Vui một ngày là ta hạnh phúc một ngày. Quý vị ơi, thật ra niềm vui của tuổi già không nằm ở đâu xa cả. Nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đừng tham lam dục vọng quá mức. Chỉ cần có lòng tự trọng, tự yêu bản thân mình, yêu cuộc sống, thì tuổi già sẽ sống vui, sống khỏe và yêu đời hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những việc xấu, không làm những điều khiến cho lương tâm bị cắn rứt. Khi về già, tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ. Sức khỏe là gia tài của cuộc đời đối với người già. Chăm sóc sức khỏe là cách đối xử tốt nhất đối với chính bản thân mình. Quý vị thân mến, thấy sự vô thường, sinh diệt là chuyện tất yếu ở đời. Ai trong chúng ta dù cũng sẽ phải đối mặt với những mất mát. Nhẹ thì ta mất một thỏi son, một cặp kính hay chú cún cưng. Nặng thì ta mất đi một người bạn, một người thương hay một công việc mơ ước. Chúng ta buồn bã, vất vả, thậm chí còn rơi vào đường cùng bế tắc. Khi vào tuổi trung niên, va vấp nhiều, nhưng chúng ta vẫn không tránh được mà phải đối diện với bốn mất mát sau. Vậy đó là mất mát gì? Quý vị liệu đã trải qua mất mát nào trong số đó hay chưa? Hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe nhé. Mất mát thứ nhất, mất đi cơ hội thăng tiến trong công việc. Dạo gần đây, bạn tôi có than thở rằng sự nghiệp của anh đến đây coi như chấm hết. Tôi mới khuyên anh đừng vội nản chí. Anh cười gượng, khi đã bước qua tuổi 35, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, làm sao có thể cạnh tranh với lớp trẻ được nữa? Với một người đi lên từ hai bàn tay trắng như anh, tôi hiểu anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngẫm sự đời biết rằng trong xã hội chúng ta vẫn có rất nhiều những người trung niên vẫn luôn ôm giấc mộng về một ngày được công thành danh toại. Sau nhiều năm lăn lộn cố gắng, họ vẫn không thể thắng nổi hiện thực tàn nhẫn. Khi mất đi cơ hội, ngàn năm có một ấy, chúng ta đau khổ và tuyệt vọng. Dù không cam tâm, chúng ta cũng chỉ có thể học cách chấp nhận. Nhà triết học William James từng nói, chúng ta nên vui vẻ chấp nhận những chuyện đã xảy ra. Việc chấp nhận thực tại được coi là bước đầu tiên để vượt lên trên mọi nghịch cảnh. Nhưng quý vị ạ, người thông tuệ là người biết chấp nhận những chuyện không thể thay đổi được. Để từ đó, họ đi tìm một lối đi khác cho chính mình. Giống như một nhà triết học từng nói, dũng cảm là khi ta làm đổi tay những thứ có thể thay đổi được. Khoan dung là khi ta biết chấp nhận những thứ ta không thể nào thay đổi. Sự khác biệt giữa dũng cảm và khoan dung chính là trí tuệ. Suy cho cùng, công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi, đúng không quý vị? Chúng ta làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Việc chúng ta đi được bao xa hay đạt được những thành công nào cũng chỉ để làm cho cuộc sống thêm phong phú, vui vẻ và sung túc. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã chạm đến cái đỉnh cao nhất của đời người. Sau khi đã nỗ lực hết mình, bạn hãy cứ để mọi thứ tùy duyên, đừng cưỡng cầu, suy sụp hay ganh đua với người đời. Hãy tìm ra điểm tựa tinh thần đích thực cho chính mình. Sống thật tốt ở hiện tại, đó mới là hình dung chính xác nhất về một cuộc sống hạnh phúc. Mất mát thứ hai, đứng nhìn con cái đang dần rời xa khỏi vòng tay mình. Gần đây, bạn của ngẫm sự đời có mời ngẫm sự đời đến tham dự đám cưới con trai cô ấy. Trong hôn lễ, chú rể nói với cô dâu rằng, từ nay về sau, anh muốn được cùng em ăn cơm, cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Anh sẽ che chở cho em khỏi mọi sóng tố trong cuộc đời. Khi ấy, tôi để ý bạn tôi đang lau nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc sau hơn 20 năm quen nhau. Trước đây, dù có khó khăn thế nào, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy rơi lệ.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đùa với cô ấy rằng người ta kết hôn chỉ có mẹ cô dâu mới khóc, nhà cậu lại còn có thêm người, vậy tại sao lại phải khóc cơ chứ? Cô ấy đáp, tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tớ vẫn nghĩ thằng bé vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Không ngờ nó đã trở thành trụ cột của gia đình rồi. Dù biết thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng không nghĩ nó lại nhanh như thế. Nhớ lần đầu tiên đưa con đi học mẫu giáo, bé con khóc nức nở gọi mẹ. Rồi lần đầu tiên con phải đi học xa nhà, nhìn dáng vẻ cô đơn của con mà lòng xót xa. Vào kỳ nghỉ hè năm 3, con đã không về thăm nhà mà lựa chọn ở lại học thạc sĩ. Nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, lòng mẹ vừa vui mừng nhưng cũng có chút man mác buồn. Duyên phận giữa cha mẹ và con cái, chung quy là một người luôn đứng ở phía sau để nhìn một người dần dần đi xa. Cuộc sống là thế quý vị ạ. Bố mẹ không thể đi theo con suốt đời. Dù lòng không nỡ, bố mẹ vẫn phải buông tay, lòng thầm cầu nguyện và chúc phúc cho con trên đường đời. Lần chia tay này là lần chia tay để nhen nhóm lên những hy vọng, là lần chia ly mà chúng ta can tâm tình nguyện nhất trong đời. Mất mát thứ ba, sức khỏe suy giảm. Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều người chợt nhận ra những dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Ngày trước, quý vị có thể thức xuyên đêm mà vẫn có thể đi làm vào sáng hôm sau. Bây giờ, chỉ cần một hôm đi ngủ muộn là hôm sau chắc chắn quý vị đã cảm thấy đuối sức rồi. Ấy thế rồi, khi còn trẻ, quý vị có khi cả năm chẳng cần uống một viên thuốc nào. Còn bây giờ quý vị lại mang đủ thứ bệnh trong người, nào là mất ngủ, nào là huyết áp cao. Hầu như ai ở tuổi này cũng đối mặt với bệnh tật. Năm trước, tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ nên chẳng mấy chú tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Mấy tháng trước, tôi bị viêm ruột thừa, phải nhập viện phẫu thuật. Dù cuộc phẫu thuật rất thành công, tôi vẫn có thể tự cảm nhận được rằng sức mình không còn như xưa. Vì vậy tôi buộc phải thay đổi để đối xử tốt hơn với bản thân mình. Haruki Murakami từng nói, thân thể giống như một ngôi đền của mỗi người. Dù cho bên trong đang tôn thờ điều gì, bạn cũng nên giữ gìn sự dẻo dai, đẹp đẽ và thuần khiết của thân thể. Chỉ cần có một vấn đề nhỏ xuất hiện cũng đủ để khiến sức khỏe của ta suy giảm ít nhiều. Vì vậy, quý vị đừng bao giờ ỷ lại rằng mình còn trẻ mà thức khuya. Hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự liều mạng mù quáng chỉ giúp quý vị tự hủy hoại bản thân nhanh chóng hơn mà thôi. Ngày trước, chúng ta chỉ biết đem sức khỏe để đổi lấy tiền. Nhưng đến tuổi trung niên, ta lại phải bỏ chính những đồng tiền kiếm được ấy ra để hy vọng có được một sức khỏe tốt hơn. Muốn tránh khỏi bi kịch chớ trêu này, chúng ta phải biết trân trọng sức khỏe ngay từ bây giờ. Hãy duy trì một chế độ ăn uống khoa học, chăm chỉ tập thể dục, không thức khuya. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời. Cho dù khó đến đâu, chỉ cần quý vị kiên trì, trong tương lai chắc chắn thu hái được quả ngọt. Mất mát thứ tư, phải nói lời vĩnh biệt với cha mẹ. Trong đám tang của mẹ, cậu bạn tôi dù đã đầu hai thứ tóc vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng phải rớt nước mắt. Khi đến tuổi trung niên, tôi thường phải đi dự tang lễ mà người qua đời đa phần đều là cha mẹ của người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Khi cha mẹ già, họ không còn khỏe mạnh như ngày trước. Một trận cảm nhẹ, một lần bị ngã, đôi khi chỉ là một giấc ngủ bình thường, cũng có thể đem cha mẹ vĩnh viễn rời xa chúng ta. Dẫu biết rằng con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng khi mọi thứ thực sự xảy ra, khó có người nào giữ được cho mình sự bình thản, đúng không quý vị? Bạn tôi từng viết cho người cha quá cố rằng, bố, con vừa thử gọi vào số điện thoại của bố, đã không còn ai nghe máy ở phía bên kia nữa. Con thực sự rất hy vọng sẽ có ai đó nghe máy. Dù cho đó có là người lạ đi chăng nữa, con cũng sẽ lắng nghe họ. Bố à, năm mới vui vẻ nhé. Con yêu bố nhiều lắm. Bạn tôi là con út trong nhà.
từ nhỏ anh với cha như nước với lửa, không thể hòa hợp với nhau. Khi lớn lên, anh mới dần hiểu được tấm lòng của cha. Vì vậy, anh quyết tâm phấn đấu để đạt được thành công như ngày hôm nay. Tiếc thay, khi anh toàn tâm toàn ý muốn báo hiếu cha, cha anh lại đột ngột qua đời. Chuyện nuối tiếc nhất trên đời chính là khi con cái muốn báo hiếu, cha mẹ lại không còn. Phận làm con, xin hãy quý trọng từng giây phút cha mẹ còn sống trên đời. Bởi vì cha mẹ đang ngày một già đi, họ có thể rời xa chúng ta bất cứ lúc nào. Đó là một sự chia ly tất yếu phải diễn ra trong đời. Ngoài việc biết yêu thương và kính trọng cha mẹ, chúng ta cũng nên sống thật tốt để cha mẹ yên lòng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới bớt day dứt khi nhìn cha mẹ lìa xa cõi đời. Khi sự sống mới bắt đầu, vũ trụ sẽ gửi đến cho quý vị mượn một số thứ. Sau một thời gian, vũ trụ sẽ quay về để lấy lại những thứ đó. Đối diện với những mất mát là bài học cần thiết cho mỗi người. Sau những lần mất mát, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và không còn mang nhiều nỗi sợ nữa. Mong quý vị hãy luôn biết trân trọng những gì đang có. Đừng lo sợ mọi thứ sẽ mất đi. Hãy cứ yêu thương thế giới này và rồi thế giới này sẽ quay lại yêu thương quý vị. Quý vị thân mến, có quý vị nào ở đây đang sống chung với cha mẹ không ạ? Cuộc sống đó có thoải mái hay hạnh phúc không? Sở dĩ ngẫm sự đòi hỏi như thế là bởi nhìn vào thực tế, có những người con lúc nào cũng bận rộn, không quán xuyến được trong ngoài nên nhờ sự trợ giúp của cha mẹ. Cho con tiền mua nhà cửa, chăm sóc cháu, dọn dẹp nhà cửa, nhưng những điều cha mẹ nhận lại là sự không hài lòng của chúng. Những câu chuyện sau đây sẽ là những bài học để quý vị có thể một lần nhìn nhận lại chính mình đấy. Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe nhé. P. Hàng xóm sống gần nhà tôi đột nhiên xách vali về sau vài năm lên thành phố. Con gái cô tên H, sinh em bé nên nhờ cô lên chăm sóc. Vì con rể lần đầu làm cha chưa có kinh nghiệm, còn mẹ anh ta thì vẫn chưa đến tuổi về hưu nên cô P nhận lời. H sẽ gửi tiền thêm cho mẹ mỗi tháng. Mặc dù cô P không thể đi vì nhà chỉ có hai vợ chồng, nhưng vì con gái, cô P vẫn hứa mà không hề do dự. Hồi còn ở quê, hai vợ chồng cô P đều đã về hưu, nên ngoài việc tập thể dục hàng ngày, cô P còn đến trường đại học cũ để học thanh nhạc, thi thoảng thì đi du lịch. Nhưng trước sự mở lời của con gái, người mẹ này đành chấp nhận mà gác lại sở thích thú vui hàng ngày để chu toàn việc trong ngoài giúp con, từ giặt giũ, nấu ăn, rửa bát đến trông cháu. Con rể cũng đối xử với cô một cách lịch sự và gia đình sống trong hòa bình. Nhưng kể từ khi đứa trẻ chào đời, H mua thêm rất nhiều sách dạy chăm sóc con cái, nào là sách chăm sóc con, chế độ dinh dưỡng. Chuyện gì H cũng chăm sóc theo sách, còn lời nói của mẹ thì H bỏ ngoài tai. Một hôm, H to tiếng với mẹ vì bà mua bộ quần áo cho cháu kém chất lượng. Thêm nữa, bài hát bà ngoại ru cháu thì đã lỗi thời, cháu không thích nghe. Cô P nghĩ con mình chưa có kinh nghiệm nên bỏ qua. Lần khác, cô P và con lại cãi nhau về chuyện cho bé đi nhà trẻ. Cô P muốn để cháu ở nhà chăm sóc, còn hát thì muốn cho con đi nhà trẻ để cô và chồng có thể đi làm. Cãi nhau một hồi, hát bảo thằng bé là con mình nên tự biết cách xử trí và không cần mẹ mình lo. Điều này làm cô P buồn và về quê. Còn về hát, sau khi để con đi nhà trẻ, thằng bé trong lúc chơi vô ý bị bạn đẩy ngã, sưng u trên trán. Lúc này hát hiểu rằng mẹ mình đúng. Những ngày không có mẹ, cô không thể xoay sở kịp và hối hận vì lời nói của mình. Cô xin lỗi và nhờ mẹ tiếp tục giúp đỡ. Quý vị ạ, cha mẹ đang làm điều tốt nhất cho con cái, để con cái họ yên tâm kiếm tiền. Họ đã hy sinh hạnh phúc của những năm cuối đời và âm thầm làm việc chăm chỉ cho con mình. Thế nhưng con cái cảm thấy rằng tất cả những điều này là hiển nhiên và không biết ơn, cũng không tôn trọng sự hy sinh của đấng sinh thành.
Đây cũng là nỗi buồn không biết tỏ bày cùng ai của nhiều bậc làm cha mẹ. Bên cạnh đó, không ít những người con cứ nghĩ cha mẹ sinh ra họ là phải nuôi nấng họ đến hết đời. Lúc nhỏ, nuôi cho con ăn học thành tài, lớn lên, dựng vợ, gả chồng, rồi nuôi con cho mình. Đâu chỉ vậy, cha mẹ còn phải mua nhà, mua xe, mua sữa cho cháu. Thậm chí là trả nợ cho con mình bằng đồng tiền cực khổ tiết kiệm được. Ấy vậy mà những người con này coi đó là trách nhiệm của cha mẹ mình. Họ thờ ơ với sự giúp đỡ to lớn ấy. Họ chê bai mẹ mình ăn mặc lỗi thời, làm lỡ công việc của họ. Thậm chí họ có thể lớn tiếng với song thân nếu ly tách bị vỡ. Cha mẹ hết lòng phục vụ con cái, đổi lại được gì ngoài sự thờ ơ, lãnh đạm của con mình? Không biết quý vị đã chứng kiến hay chưa, nhưng có không ít những người con đi làm và kiếm được chút tiền liền cho rằng mình đã mạnh hơn cha mẹ. Họ chê cha mẹ mình lỗi thời, thấy cha mẹ mặc quần áo cũ thay vì mua cho họ quần áo chỉn chu thì lại phàn nàn rằng cha mẹ họ keo kiệt và nghèo nàn. Họ nhìn cha mẹ mình bằng con mắt khinh thường, thậm chí coi cha mẹ như gánh nặng, ngày ngày cằn nhằn cha mẹ. Còn khi cha mẹ không còn nữa thì mâm cao cỗ đầy. Như vậy để làm gì? Vậy lúc họ còn sống, tại sao không đối xử với họ như vậy? Tại sao con cái lại trở nên như vậy? Lý do không gì khác hơn là thói quen thích nhờ và dựa dẫm vào cha mẹ và không biết cách biết ơn. Đây dường như là một vấn đề phổ biến, và một khi dựa dẫm đã trở thành bản năng của một số người con, họ vô tư vòi vĩnh cha mẹ, mua những thứ họ cần, mặc cho cha mẹ hạ mình, van xin người khác. Không ai bắt cha mẹ không được mua sắm cho con cái, điều đó đúng. Hầu như tất cả các bậc cha mẹ đều sẵn sàng làm điều đó vì con, muốn con đầy đủ và không phải khổ sở. Nếu quý vị đã làm cha mẹ thì sẽ đều hiểu một điều rằng, trong tâm trí cha mẹ thì con dù lớn vẫn là con của mẹ. Khi còn bé, chúng ta chấp nhận sự hỗ trợ từ họ. Vậy chúng ta đã đáp lại bằng lòng biết ơn, trân trọng, sự hài lòng và tôn trọng họ chưa? Từng có một video như thế này. Một nhóm những người trẻ thuộc các chủng tộc và màu da khác nhau sẽ tham gia vào một trò chơi và người chiến thắng sẽ được khen thưởng. Mọi người đứng trên cùng một vạch xuất phát và chờ đợi chỉ dẫn. Nếu cuộc hôn nhân của cha mẹ bạn vẫn kéo dài cho đến ngày nay, xin vui lòng tiến lên hai bước. Nếu bạn được cha mẹ dạy dỗ nên người, xin vui lòng tiến lên hai bước nữa. Nếu bạn không bao giờ lo lắng về bữa ăn ngày mai, xin vui lòng di chuyển về phía trước hai bước. Nếu bạn không hề lo lắng tiền tiêu xài, tiền điện thoại, xin vui lòng tiến lên hai bước. Một số người vẫn đang ở vạch xuất phát, trong khi một số người đang ngày càng tiến gần đến điểm đích vì những điều kiện này. Ban tổ chức nói với người gần chạm vạch đích, bạn đang ở đâu không hẳn dựa trên khả năng của bạn. Nó không liên quan gì đến bất kỳ quyết định nào của bạn. Bạn có một xuất phát điểm tốt hơn và có nhiều khả năng nhận được phần thưởng. Nếu bạn không trân trọng, bạn là đồ ngốc. Thông điệp mà video này muốn nói với chúng ta không gì khác hơn là trên đường đời chúng ta đã có được quá nhiều lợi thế và điều kiện tốt hơn nhiều so với những người vẫn còn đứng ở vạch xuất phát và không có lý do gì để không làm việc chăm chỉ. Những đặc quyền này cho phép chúng ta đứng trên vị trí cao hơn, sống trong một ngôi nhà ấm áp, một cơ hội giáo dục tốt, một môi trường sống ổn định, đều do cha mẹ ban tặng. Với những điều này, hãy tôn trọng ân cần, biết ơn và quan tâm cha mẹ nhiều hơn, chưa kể họ cho chúng ta nhiều hơn thế. Vậy nên quý vị ơi, đừng để cha mẹ già đi và bất lực trước sự thờ ơ của con cái. Và bạn đừng nghĩ rằng đưa vài đồng bạc cho cha mẹ thì tha hồ chê bai và khinh thường họ. Khi họ đã hy sinh cả thanh xuân và cuộc đời mình để cho bạn những thứ tốt nhất, đừng quên dành cho họ một cái ôm ấm áp và những hành động thiết thực hơn. Yêu thương họ nhiều hơn, để trái tim họ được ấm áp dù cuộc đời họ đã trải qua nhiều cay đắng, quý vị nhé.
Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.